Pháp Tham An. À, Pháp Tham An, có một người Phật tử mang đến cúng dường cho ta một cái bánh rất là ngon và thơm, khiến ta nhìn thấy ưa thích liền. Ta sanh tâm hoan hỷ vui mừng với chiếc bánh này. Đó là một pháp ác để khiến cho ta tham ăn. Bất kỳ món ăn thực nào đến với Phật, Phật không sanh tâm ưa thích. Vì thế ta lấy pháp này mà niệm Phật. Khi mình có cái tâm mà khởi lên mà tham đắm trong cái ăn uống, trong những cái món thực phẩm ăn uống, thì ngay đó ta mới lấy cái pháp mà tham ăn này mà niệm Phật. Phật có tham ăn không? Nếu mà nói niệm Phật thì tức là không còn tham ăn nữa, mà không còn ưa thích cái tham ăn nữa. Ăn để sống chứ không phải còn ưa thích nó. Thì tâm ta không ưa thích thì ngay liền mà chúng ta có cái đem cái pháp đó mà chúng ta niệm Phật, thì ngay cái gương hạnh của Đức Phật thì nó làm chúng ta tỉnh thức, làm chúng ta không còn thích, ưa thích cái ăn ngon đó nữa, cái bánh đó nữa. Muốn được vậy, ta phải tạch pháp câu này, dùng pháp này làm pháp hướng như lý tác ý. Pháp tham ăn là pháp chạy theo dục lạc thế gian, khiến ta phải chịu thọ khổ trong biển sinh tử luân hồi. Đó là một pháp ác, ta phải diễn ly, từ giả, đoạn dứt. Thấy tất cả các thực phẩm ăn uống là thứ thuốc trị bệnh đói, các pháp thực phẩm là pháp bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu, ghê tởm, như đống rác thối, như đống phận hôi, nuốt vô khỏi cổ là không còn khả hỷ, khả lạc, khả ai nữa. Chỉ toàn là một thứ ảo giác gạt người, ngu si, mới tham thích cái ăn thực phẩm. Từ đây ta phải xa lìa, không chạy theo ưa thích ăn ngon nữa, giống như Phật đó. Thì chúng ta dùng cái pháp hướng này chúng ta để nhắc, để trước khi cái thực phẩm nó dễ cám dỗ chúng ta lắm, nó làm chúng ta ưa thích nó, làm chúng ta thích nó. Do vì vậy đó mà chúng ta nỗ lực, mà hàng ngày chúng ta dùng cái pháp hướng này nhắc tâm mình, để đến khi mà chúng ta thấy nó thật sự là bất tịnh, thật sự là nó không còn phải là quý báu ngon ngọt đối với chúng ta nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới xa lìa được cái ăn uống. Mà đến giờ ăn thì chúng ta thấy như đó là một cái sự bắt buộc để nuôi cái bệnh đói của chúng ta mà thôi, chứ chúng ta không có thích ăn. Còn nếu mà chúng ta không có chịu mà hướng tâm mà nhắc nhở như vậy á, thì khó mà chúng ta xa lìa được cái ăn uống của chúng ta. Thấy nó là nó mắc thèm, thấy nó là nó chảy nước miếng rồi. Do vì vậy đó mà chúng ta phải nỗ lực mà tu tập cái pháp để chúng ta tránh cái tham ăn này. Muốn được vậy đó, sau này khi mà chúng ta tu những cái định vô lậu á, thì chúng ta cũng phải đặt cái niệm thực phẩm ăn uống trước mặt để chúng ta quán xét suy tư, để thấy nó là bất tịnh, thấy nó là ảo giác. Cái ngon của nó là cái dục lạc của nó là cái ảo giác gạt chúng ta, làm cho những người ngu vô minh mới ham thích. Còn những người trí, người ta biết nó, người ta không còn thích nữa đâu. Người ta không có bị nó gạt nữa đâu. Cho nên người ta ăn muối, ăn cơm với muối mà người ta vẫn thấy rằng nó khỏe hơn là ăn những đồ chiên, đồ xào, hoặc là ăn những cái món ngon. Càng ngon miệng bao nhiêu thì nó gây cái tai hại, cái độc ở trong thân của chúng ta bấy nhiêu. Cho nên từ đó mà chúng ta xa lìa được cái ăn uống của chúng ta. Cái pháp mà thực phẩm về cái pháp mà tham ăn này nó rất khó chứ không phải dễ. Nói là một lẽ, nhưng mà nếu mà chuyên tu, quyết tâm tu, thường xuyên đặt niệm bất tịnh thực phẩm trước mặt thì chúng ta mới xa lìa được nó. Thường xuyên mà hướng tâm để mà tác ý đoạn dứt nó thì chúng ta mới được an ổn trước các pháp của thực phẩm, đến với cái tâm của chúng ta mới lập được thản nhiên. Chứ không khéo thấy cái nó thèm liền, thấy cái nó muốn ăn liền, thấy cái nó muốn thích liền, chứ không phải không. Lâu ngày không có ăn kẹo, ăn bánh, bắt đầu thấy kẹo, bánh, chè là đã thấy thích rồi. Lâu ngày mà không có ăn cái món ăn mà mình ưa thích, như có người thì ưa sữa, sữa đặc, mà lâu ngày không có ăn nó thì nay thấy sữa bắt thèm, thì đó là chúng ta còn ở trong cái ảo giác của cái ăn uống chứ chưa phải là ra khỏi. Mà muốn được vậy thì hàng ngày chúng ta phải tu tập này, mà đặt cái niệm để mà chúng ta tu cái định vô lậu, để quán xét
cái tri kiến giải thoát của chúng ta thấu suốt được cái món ăn là bất tịnh, cái món ăn là bẩn thỉu, thì chúng ta mới có dứt được cái tâm tham đắm đó. Chứ còn không khéo thì chúng ta rất là tham đắm. Và đây là cái pháp cái pháp mà tham ăn này bắt nó phải niệm Phật, vì ông Phật không có tham ăn, không có thích cái ăn uống, không có chạy theo những cái dục lạc của ăn uống, không có bị cái ảo giác lường gạt. Cho nên bắt cái pháp này mà niệm Phật thì chắc chắn là cái pháp này nó sẽ đối xử với chúng ta rất là tốt trên con đường tu tập lấy pháp mà niệm Phật, thì nó trở thành cái pháp không còn lường gạt chúng ta được nữa.